giáo quý đó, này nó có con nữa rồi, nó có con gì đó, nó con mất cho bạn. Dạ, con Hà, thằng Hà nó đứng đây. Cái chồng hôm qua nó mới dậy kia đây nè. Rồi, mẹ rồi, lấy chồng đi ngay liền. Không, nó con cho về đâu, nó chồng, theo chồng, nó bỏ đâu rồi. Thank you.